Với sự năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm của tuổi trẻ, anh Triệu Kim Bày, thôn Nà Làng, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh đã nỗ lực vượt khó để tìm cho mình hướng đi riêng trong phát triển kinh tế, đó là nuôi dúi. Hiện mô hình nuôi dúi của anh Bày đang mở ra nhiều triển vọng, thôi thúc thanh niên nói riêng và người dân nói chung ở địa phương vươn lên khởi nghiệp. Là người con của dân tộc Dao, cuộc sống gắn liền với núi rừng nên hơn ai hết, anh Vầy hiểu rất rõ về lợi thế khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp và nguồn thức ăn dồi dào của địa phương cho con dúi. Nhận thấy dúi là vật nuôi cho hiệu quả kinh tế cao và ít gây ô nhiễm môi trường, anh Vầy đã tìm hiểu qua nhiều kênh thông tin với quyết tâm phát triển kinh tế trên cơ sở khai thác tiềm năng vốn có của địa phương. Tập tính của con dúi thì nó ngủ ngày ăn đêm. Và khâu phòng bệnh của con dúi thì nó cũng đơn giản thôi, không có bệnh tật gì nặng mấy. Quan trọng là cái nguồn thức ăn nếu mà sạch thì nó sẽ ít khi bệnh. Thức ăn của con dúi thì nó cũng dễ kiếm thôi, chủ yếu là tre, mía, ngô, khoai sắn. Năm 2016, với số tiền tiết kiệm được và vay thêm của họ hàng, gia đình anh Vầy đã làm chuồng và mua 60 con dúi từ cơ sở cung cấp giống, đăng ký các thủ tục với cơ quan chức năng để nuôi loài động vật hoang dã này. Đến nay, với trại nuôi có diện tích hơn 400m², anh Vầy nhân đàn thành công, duy trì số lượng một số cặp dúi đực và cái cùng hơn 300 con dúi thương phẩm. Mỗi năm, dúi sinh sản 3 lần, mỗi lần từ 3 đến 5 con. Dúi nuôi khoảng 8 tháng là có thể sinh sản và xuất bán thương phẩm. Mỗi năm từ mô hình nuôi dúi, gia đình anh Vầy thu lãi trên 300 triệu đồng. Đối với con dúi thì khó khăn nhất là nghề nuôi dúi này thì nó gọi là không nuôi được tốt, thì vào mùa sinh sản thì tỷ lệ ăn con nó rơi vào khoảng 20-30%. Nếu mà nuôi được tốt thì tỷ lệ ăn con thì nó cũng ít hơn, nó khoảng 10%. Bản thân tôi đã nuôi được 7 năm và đến giai đoạn này đã đủ kinh nghiệm để mở rộng trang trại. Và hiện tại thì tôi có 3 trang trại. Nếu mà nuôi con dúi này thì so với các loài động vật khác thì con dúi nó mang lại hiệu quả cao hơn. Huyện Ba Chẽ trước đây là huyện đặc biệt khó khăn của tỉnh Quảng Ninh với 80% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo cao. Với quyết tâm làm giàu cho mảnh đất quê hương mình, sau nhiều năm cung cấp con giống và dúi thương phẩm ra thị trường, tháng 4 năm 2023, anh Triệu Kim Vầy đã đứng ra thành lập tổ hợp tác liên kết sản xuất, chăn nuôi dúi với 5 thành viên tham gia. Bên cạnh đó, anh còn chủ động cung cấp con giống, tận tình chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc và lo đầu ra cho sản phẩm của các hộ liên kết nhằm giúp bà con có cuộc sống ổn định hơn. Tôi thấy cái mô hình của anh Vầy nuôi dúi ấy thì nó cũng hiệu quả, cho nên thì tôi cũng tham gia vào để nuôi. Thì anh Vầy cũng tư vấn, rồi sau một thời gian thì lấy giống của anh Vầy, cho nên bây giờ nói chung là cũng hiệu quả. Nếu mà nó còn phát triển hơn nữa thì tôi cũng muốn mở thêm cái trang trại để cho nó rộng nữa. Anh Vầy là một thanh niên rất là năng nổ và linh hoạt, nhiệt tình. Anh đã tự tìm hiểu các mô hình ở các cái huyện bạn và đã triển khai nuôi dúi được 7 năm. Anh cũng gặp chân ban đầu gặp nhiều khó khăn và cũng có thất bại. Nhưng sau khi rút kinh nghiệm thì mô hình của anh những năm gần đây đã thành công và nâng cao đời sống người dân, phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. Hiệu quả từ mô hình nuôi dúi khá mới này của gia đình anh Vầy đã khẳng định giá trị kinh tế tích cực, chi phí chăm sóc không nhiều, lại thân thiện với môi trường. Từ mô hình này đang mở ra hướng đi mới trong chăn nuôi cho người dân xã Đồn Đạc nói riêng và huyện Ba Chẽ nói chung, giúp nhiều đoàn viên thanh niên có việc làm, từng bước nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo.